Nếu các bạn có nhu cầu mua ạc Robux, nạp Robux giá rẻ, hãy truy cập robux.shop, đường link mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chiến đấu FPL. Ngày hôm nay mình được bạn bạn Lidon lại là bạn Lidon đấy. Bạn Lidon gửi cho mình cái map chiếc ghế bất ổn bên này ở trên nhóm gia tộc mày bé không beo đây, mình cho bạn coi thử nhá. Bạn Lidon có gửi cho mình cái map đấy, mình ra để coi lại nào. Đây, bởi xíu đó. Bạn là Lidon này, bạn Lidon gửi cho mình map cuộc chiến ghế bất ổn. À, còn ghi hẳn là map nên mở từ 15 người trở lên nhé. Em nghe có giọng này uy tín này đấy. Chủ map khẳng định là muốn chơi vui hãy mở phòng 15 người trở lên. Ok chưa, uy tín đấy nhở. ID là 20952586 5 rồi đó. Ok, ngày hôm nay chơi thử cái map cuộc chiến ghế bất ổn của bạn Lidon này xem mà chơi như nào nè. Mở phòng 20 người luôn, có gì nữa. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái chuyện đăng ký ủng hộ mẹ bạn. Hello các bạn, đây map của mình này. Cái này bình thường. Ok. Mở phòng 20 người bạn ơi. Rô. Ai rô thì rô mà chậm tay thì cũng rô là bạn ơi. Nhanh tay thì rô mà chậm tay cũng rô là. Rô. Cần phải đợi bạn ạ, đợi đủ 20 người bắt đầu bạn nhé. Ôi sao chưa gì hiệu chuẩn bị này, chưa đủ 20 người bắt đầu bạn ơi. Anh em vô đi, anh em vô gì bình vô đi. Ôi chỗ bao này cấm xin đi bạn ạ, cho nên là ở cái này mình thật là mình không thích cái phần này lắm nhá. Mình không thích cái phần hiển thị ở trên đâu, thà bỏ này đi, chỉ cần hiển thị cái máu cả một vài cái shop là được rồi bạn ạ. Chứ để cái này mình thấy nó không cần thiết. Bởi vì tên với cả ID của bản thân ai chẳng nhớ, ai chẳng biết đúng không? Hiển thị cái này mình thấy nó không cần thiết bạn ạ. Ok, ở đâu người tâm? Alo, anh nghe cho phòng nghe rõ bấm phím số 5 thế nào? Nghe rõ bấm số 5 thế nào? Alo, ok. Đây, map này có tên là cuộc chiến giành ghế, đấy. Thì mỗi một lượt sẽ mất đi một cái ghế, các bạn phải nhanh tay ngồi lên ghế. Nói chung là đơn giản vậy thôi. Chậm tay thì chết mà nhanh tay thì sớm, đơn giản vậy thôi bạn ạ. Ok, rồi bạn ơi, nào, cuộc chiến giành ghế bắt đầu. Ok, nhảy xuống đi bạn ơi. Ok, ủa, bị lỗi à? Ơ, sao có mấy người không ở vẫn ở trên kìa? Ê, chủ map ơi. Ủa, chủ map không test à? Thế sao có mấy bạn ở trên kìa? Ơ, là sao? Ủa, là sao? Ủa, là sao chủ map ơi? Ủa, là sao? Sao có mấy bạn vẫn ở trên này? Map là như nào? Ý chủ map là sao? Mình cũng không hiểu lắm, để mình test thử lại em nào. Bát này có hẳn 4 người đề cử nhá. Là như nào? 4 người đề cử, mấy người đề cử này không test map à? Tất cả ông chủ map không test map à? Ủa? Mở lại em nào. Bởi vì chủ map ghi là phải mở trên 15 người thì mở hẳn 20 người còn gì nữa đúng không? Đó. Đứng lại với ta. Bác này vừa cập nhật hôm qua bạn ạ. Mình cũng không biết nữa. Tại sao thế nhỉ? Ok, mình sẽ đợi đủ nữa. Alo. Ủa sao tự nhiên mình anh thấy alo. Anh em ơi, map này lại ta. Sao tự nhiên là spam ở trên bên nhỉ? Ủa tại sao anh ở dưới mình đứa ở trên được? Ủa lại với ta. Ê, anh thấy map này có tận 4 người đề cử, xong rồi mọi người kêu là test map các thứ đầy đủ chơi vui lắm hả ta? Ủa là sao? Lại thử nào? Ủa? Này, đó, ủa? Không, chủ map ghi là phải chơi 15 người mà, đó. Ơ, thế là mấy ông đề cử với cả mấy ông xây map không test à? Như nào nhỉ? Là sao ta? Mình chưa hiểu là bạn tại sao lại bị thế. Đây nhá, từ từ mình check này. Map này cập nhật ngày hôm qua nhá. Đó. Đề cử ngày hôm qua luôn nhá. Huy gáy bình luận 24 tiếng trước luôn nhá. Hẳn là chơi rất vui mọi người nhá. Vui dữ chưa? Rồi vui dữ chưa? What? Chích gờ tốt dữ chưa? Lối chơi thú vị dữ chưa? Rồi có chơi được không? Alo. Ủa? Hay là hôm qua lát, hôm nay không lát hay như nào? Hay là mấy ông này vào chơi một mình đề cử luôn không mở phòng? Hả? What the hell? Là như nào? Giải thích hộ cái. Ok, thử mở 10 người em nào. Đây này, thử mở 10 người nhá. Là như nào? Alo.
chưa hiểu lắm các bạn ạ. Tại sao mà khi bắt đầu thì lại có người đứng ở trên và đứng ở dưới? Bố nè, là như nào ta? Hình như là nguyên nhân mình hiểu là bạn. Tại sao mình rơi ở đây? Nên mình hiểu cái nguyên nhân rồi bạn ạ, tôi hiểu cái nguyên nhân rồi đấy. Tôi bắt đầu tôi hơi hiểu nguyên nhân rồi đấy. Ok. Ôi này, Huy Gáy ơi, hôm qua đề cử map có test không vậy? Thế là thế chứng tỏ là không test map đề cử bậy đúng không? Hả, đúng không? Chắc chắn là thanh niên Huy Gáy này test một người cũng test. Ôi rồi ôi, cái map này map mở liên thông đông người, ông test một người vãi trưởng. Thế mà cũng test, cái này là đề cử bậy này. Tôi phải bảo chị Thỏ là tức quyền người sỏi cái ông thanh niên này. Đề cử bậy đúng không hả? Đề cử lão, đề cử bậy đúng không? Không test map kia là đề cử đúng không? Chứ đề cử gì mà map lỗi này, alo, đúng không? Đề cử bậy này xứng đáng là mở 10 người, ủa? Đấy, mở 10 người không lỗi này. Từ từ, tại sao mở 10 người không lỗi mà mở 20 người lại lỗi? Ủa? Quan, từ từ, nhưng mà trong khi chủ map lại bảo là nên mở trên 15 người thì không, nhưng mà chủ map bảo anh là phải mở trên 15 người mà. Đó, chủ map ghi rõ ở trên nhóm gia tộc mà bé không ghi, ghi là phải mở trên 15 người. Đó, map phù hợp chơi trên 15 người mà. Đúng không? Rõ ràng chủ map ghi như thế, anh làm theo thôi. Anh test lần nữa nha. Để anh test lại lần nữa nha. Đây. Anh test lại lần nữa nào. Mở 20 người đi. Làm phát nữa xem nào. Mở 10 người thì nó bị thừa ghế, nó không hay. Đó, phải mở 20 người mới hay chứ, đúng không? Mình cũng không hiểu lắm nữa là như nào kìa. Lại phát nữa nào. Tôi phải tìm ra cái nguyên nhân lý do vì sao bạn ạ. Đây, thử mở lại 20 người nữa nhá. Ok, nốt lần này mở 20 người không được thì chúng ta phải chơi gì nhỉ? Chơi 10 người thôi. Đó. Bởi vì rõ ràng chủ map cái ghi là mở ấy mà. Có mấy ông đứng ở trên này nè. Tôi hiểu rồi. Hình như là có mấy ông bị đứng ở trên nắp nóc này này. Đó, có mấy ông đứng ở trên nắp này nè. Xuống này em ơi, xuống đây anh em ơi. Anh em ơi, có anh em nào đang ở trên, xuống đây bơi anh em ơi. Có bạn không? Bạn NTNT. Ok, thử lại nha. Mình chưa hiểu lắm nha. Thầm đó. Vẫn có mấy thanh niên ở trên này, thấy không? Đó. Vậy là cái map này mở 20 người bị lỗi rồi. Anh em à, mở 20 người bị lỗi rồi. Thế này đâu mở được 20 người đâu. Nó thầm này bị spam ngoài này thôi, mở 10 người thôi. Đấy này mấy anh em không test hết kỹ này các bạn ạ. À. Anh em không test map kỹ này. Đó, mấy anh em đề cử chắc cũng không test kỹ đúng không? Phải vậy không? Mấy anh em đề cử chắc là cũng mở có vài người, hay là có khi không mở phòng liên thông xong rồi đề cử luôn đúng không? Tôi nghi lắm nha. Mở lại nốt lần cuối cùng này. Nốt lần cuối cùng nè đó. Mở nốt lần cuối cùng này đó. Tôi mở nốt lần cuối cùng để xem bình luận như nào này. Xem bình như nào đây. Tôi trích thử nào đó. Nốt phát cuối cùng nha, xem như nào nha. Mình có vẻ là bắt đầu 20 người này. Như nào bởi sao này chắc là do lỗi game không, cái một phần này cũng là do lỗi game nữa bạn ạ. Nói nhưng mà chủ map cũng không test cho nên là cứ báo là mở phòng mà trên 15 người, nhưng mà đây này nó có chơi ở đâu nó không? Không chơi được rồi, vậy là chắc kèo là không chơi được 20 người rồi. Thôi mở 10 người nhá. Đấy, chắc kèo là không chơi được 20 người rồi, mở 10 người thôi. Đấy, chủ map là xem xét lại nè, kêu là phù hợp để chơi trên 15 người nhưng mà đó đâu có chơi ở đâu. Đấy, chủ map ghi là phù hợp để mở trên 15 người. Để cho bạn coi lại nè. Đấy, bạn coi lại nè, nó để xem nào. Đâu ấy nè bạn, chủ map đâu ấy nè. Đây, check lại cái đã, đợi tí. Map ở đâu ta? Đây, đấy, kiểm tra lại một lần nữa đó. Thấy không? Map nên mở từ 15 người trở lên, ý là không nên mở từ 15 người trở xuống. Đấy, anh ghi luôn A còn lì đó. Bò lì đó mà A còn lì đó không có.
Không được à? Ok. Anh mở 20 người bị lỗi em ơi. Đó. Ôm ok, chưa bị hẳn này luôn này. Đó, mở 20 người không có được. Xem xét lại nhá. Chứ không ổn đâu bạn ạ. Ok rồi. Alo. Alo. Anh giúp mở số 2 nào. Mở số 2 nào. Ok rồi. Đây này, mở thêm 10 người xem nào nhá. Mở thêm 10 người xem nào. Mở 10 người vẫn bị lỗi là sao? Alo, xuống em ơi. Xuống đây em. Mở 10 người vẫn lỗi kìa. Vẫn còn thanh niên ở trên kìa. Thanh niên mua ở trên bên kìa. Bấm quyển chuyển em ơi. Cái tên ở nó cái map này. Mấy thanh niên đề cử không test đúng không? Mấy thanh niên đề cử không test map đúng không? Ví dụ thanh niên Huy gáy này, test như nào? Kể em nào. Test mà sao lỗi mà không biết. Vẫn đề cử đúng rồi. Là sao? Lỗi không biết này. Chơi vài người rồi ơi. Map này mà chơi vài người. Map này phải mở đông người. Map này chủ map còn ghi hẳn là nên mở 15 người thì chủ map ghi hẳn là phù hợp mở trên 15 người. Mình chơi map này mở vài người mà cũng test mở 20 người. Mở 20 người lỗi này. Thế nên mua không xuống à? Mua đây. Anh kích nhá. 3 2 1. Chắc là phải kích rồi nhỉ? Môn này đứng ở trên mà hơn nốt tên nữa sẽ không xuống kích rồi. Sao đâu. Không sao, nốt tên nữa không xuống kích rồi, gì đâu, không sao đâu, chỉ bị kích thôi mà, không sao em ạ. Không sao đâu, chỉ bị kích thôi, không sao cả em ạ, chỉ bị kích thôi, không sao hết em ơi. Dùng quyển chuyển xuống đây, trời ơi. Mình thi xin quyển chuyển xuống đây, trời ơi. Chứ đây này thì sao chơi? Sai một quyển chuyển xuống chứ. Mở phòng có nhiều người, mở 20 người có chơi đâu. Mở 20 người bị lỗi kìa, có đâu có chơi đâu. Mở 20 người bị lỗi mà. Cái map này xài chung ghế được là chơi kỳ vậy. Nhở. Map này đứng chung ghế anh em. Rồi thế này thì này không biết khi nào mà thắng bạn ạ. Ảo ban chưa. Chứng tỏ nói chung là có nhiều anh em mà tôi thấy để ý nha, đề cử không test map nha, đúng không? Hay là không biết là chủ map có quen biết gì với mấy ông người hình sỏi không nhở? Không biết không, đúng không? Hay là chủ map có quen biết gì với mấy ông người hình sỏi thể hiện quan hệ đề cử không? Tôi bí. Ôi! Thanh niên Minh tuổi biệt hack à? Alo! Hack à? Ui! Cái gì mà ngồi giữa không chung này? Mất tùy em! Hack à? Đứng ai làm chuyển đây chứ? Ai chơi kì vậy? chuyển đây chơi ngồi một chỗ ảo ma nhở. Đề nghị em ai sóc sinh này phải chuyển đây chơi kỳ vậy. Ai mình chơi vậy là không khai nhá, biết là không thắt ghế rồi đến nên chuyển đây kích. Bây giờ ông nào không được chuyển kích nha, nói luôn nha, ông nào mà chơi ngồi yên một chỗ là kích nha. Chơi đi chuyển tốc đây, đi chuyển tốc đây rồi xong ngoài rơi luôn. Rồi hầm rơi luôn. Ảo ma nhở. Chuyển em không thấy ghế rồi, để ok chưa? Chuyển em mắt mà ghế cũng lỗi này ấy, cái gối này cũng lỗi này đấy, cái ghế này ngồi cái mấy ông đề cử luôn rồi này không, ghế thì lỗi kìa nó, mấy pha ghế lỗi kìa mấy ông cũng không phát hiện ra, trời ơi đó, ghế lỗi xong ngồi tăng hình luôn kìa, mấy ông mày đề cử bậy bạ phết ra tôi để ý nha, còn tôi hơi bị nghi ngờ rồi nha, đó đánh giá là hơi bị mờ ám ấy nha. Ê, mấy ông này chắc chắn không test nát kỹ này, nào là ghế bị lỗi, ghế bị tàng hình các thứ, phòng mở lên thông đông người lỗi, không thấy một cái lời khuyên nào, chỉ ghi là ôi map hay quá, map thật là tuyệt vời, map thật là perfect, còn lại map lỗi như nào không chỉ ra luôn, đó hay tuyệt vời. Tôi phải báo cáo lại lên cấp trên này. Tôi sẽ báo cáo lại lên cấp trên đó. Tình hình như này là không có ổn các bạn ạ. Phát hiện ra nha, bắt quả tang nha. Bác có nhiều vấn đề như này mà không thấy có một cái lời khuyên nào. Thành đến là chủ mắc của nhìn không biết luôn. Tôi phát hiện ra nha. Bắt đầu thử lần nữa nào. Xem nào. Ok. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, 10 người cũng bị nha. Thôi, rồi. Anh em tính toán cực nên nào chứ này hỏng rồi. Ok bạn ơi, anh em đề cử sau đề cử chú ý lại nha. Không thấy một cái lời khuyên nào dành cho chú bác luôn đấy, tôi mở 10 người bị lỗi kìa, thấy không? Nào là game thú vị này, trigger ổn này, nào là map chơi rất vui này.
vào là mắt lối chơi khá thú vị. Oh no. Ai? Giờ tôi mới để ý là map này nhá. Map này cái số lượng người bình luận đề cử nó còn nhiều hơn cả người bình thường bình luận bạn ạ. Giờ tôi mới để ý này, đó. Giờ tôi mới để ý là map này có 4 có 6 bình luận thì 4 người của 4 ông đề cử rồi. Mà không có ông nào mình không có ông nào mình nghĩ ra cái lỗi thì cả là như nào. Tôi bắt quả tang, tôi là phải báo cáo lên cấp trên mấy ông này làm ăn nước này là không ổn nhá. Đó. Bỗng không thêm một cái vấn đề gì. Ờ. Chưa hiểu lắm các bạn ạ. Cái này có bổn nha. Ai đề nghị nghiêm túc rồi nha. Test thì test cho kỹ, test cho hẳn hoi. Và vẫn mấy ông này xuất hiện ra rồi nha. Ok bạn ơi. Nhưng chung là map này nó sẽ chơi ổn nếu như nó có thể mở được 20 người, 30 người và nó không bị lỗi. Đó. Và cái ghế nó không bị tàng hình khi mà ngồi không xuống. Đấy. Thì ok hơn các bạn ạ. Rồi thì không biết là có thể khắc phục được không, thì mong rằng là chủ map mà có coi được video này thì chỉnh sửa lại nhé. Mà tôi không phải người thỉnh thoảng nữa, tôi không phải người thỉnh thoảng mà tôi vẫn đưa ra những cái góp ý cho chủ map đấy, thấy không? Ok rồi, thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mẹ béo làm YouTube nữa thì hãy để lại bình luận dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.